Xây dựng Adam xin chào các bạn. Hôm nay Adam xin giới thiệu cho các bạn một ngôi nhà đầy ánh sáng được Adam thiết kế và thi công trọn gói. Đây là một mẫu nhà thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả không gian tốt, tạo ra nhiều khu vực thoáng đãng với khả năng hút ánh sáng tự nhiên tốt. Thiết kế phòng bếp rộng rãi, với tủ bếp và quầy bar đều được sử dụng nội thất gỗ mang lại cảm giác sang trọng cho không gian bếp. Cầu thang sử dụng đá hoa cương, kết hợp với lan can kính tay vịn gỗ đem lại vẻ đẹp vừa đơn giản, vừa hiện đại. Phòng tắm được chia thành hai khu vực khô và ướt, giúp không gian sạch sẽ, không bị trơn trượt, ẩm ướt. Nhìn chung đây là một dạng căn nhà đẹp và thoải mái, có thiết kế, trang trí đơn giản nhưng đầy tinh tế, vừa tạo cảm giác rộng rãi và hiện đại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, theo dõi Adam để xem thêm nhiều công trình đẹp nữa nhé!